Mình thấy có nhiều bạn khi mua điện thoại các bạn thường nhờ kỹ thuật ở nơi đó để thực hiện tạo cái like cho các bạn, chứ các bạn không tự mình làm. Cho nên các bạn phải lưu ý cái điều này. Xin chào tất cả các bạn đã đến với Bách Khoa Store Channel. Tài khoản iCloud là một trong những cái thứ tài khoản rất là quan trọng khi mà các bạn sử dụng các sản phẩm của nhà Apple. Nó không chỉ là nơi lưu trữ dữ liệu cá nhân của các bạn, ngoài ra nó còn giúp cho việc bảo mật các thiết bị iPhone, iPad hay MacBook một cách dễ dàng và nhanh chóng. Các bạn đã từng nghe nói đến khóa iCloud rồi chứ? Khi mà bị khóa iCloud do các bạn đăng nhập quá nhiều lần thì lúc đó iPhone của các bạn sẽ trở thành một cục gạch. Nếu như một ngày ra đường bỗng nhiên các bạn phát hiện một cô gái cực kỳ xinh đẹp nhờ tiên dáng chồng vậy, điều này sẽ làm cho các bạn tự nhiên quên đi mật khẩu iCloud. Thì lúc đó các bạn sẽ làm như thế nào? Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy lại mật khẩu iCloud đơn giản và dễ dàng khi các bạn lâm vào những cái hoàn cảnh quên mật khẩu iCloud vì những trường hợp như vậy nhé. Intro thôi. Đầu tiên là các bạn cần vào trang chủ của ID Apple cho mình. Từ trình duyệt web bất kỳ, không nhất thiết là phải iPhone, mà trên máy tính cũng được, trên các thiết bị khác cũng được. Các bạn bấm tìm cho mình là Apple ID. Các bạn vào Apple ID, chúng ta sẽ bấm vào cái trang đầu tiên nó hiện lên. Các bạn bấm vào bạn đã quên ID hoặc là quên mật khẩu. Sau đó nó sẽ chuyển cho các bạn đến một cái trang. Ở đây các bạn hãy nhập đúng cái ID Apple của các bạn. Mình sẽ nhập vào đây là cái ID Apple của mình. Sau đó nó sẽ có hai dòng, các bạn còn phải lựa chọn, đó là tôi còn đặt lại mật khẩu hoặc là tôi đặt lại cái câu hỏi trả lời bảo mật. Thì các bạn chọn vào tôi chọn lại đặt mật khẩu nha. Sau đó thì sẽ có hai cách thức để các bạn lựa chọn, đó là nhận email và nhận cái câu hỏi bảo mật. Và ở đây mình sẽ lưu ý cho các bạn khi tạo mật khẩu iCloud nhé. Thứ nhất là khi kết nối với iCloud thì các bạn còn sử dụng đúng email của mình. Và cái email để kết nối với cái iCloud đó phải là cái email các bạn thường xuyên sử dụng. Đừng sử dụng bất kỳ email rác nào cả. Để khi mà các bạn quên đi mật khẩu thì các bạn có thể lấy lại một cách dễ dàng và nhanh chóng. Điều thứ hai mà các bạn cần nên lưu ý đó là khi đặt câu hỏi bảo mật thì các câu hỏi bảo mật đó các bạn phải tự trả lời và theo ý của các bạn. Sau đó các bạn hãy ghi chú nó lại ở một nơi bảo mật. Mình thấy có nhiều bạn khi mua điện thoại các bạn thường nhờ kỹ thuật ở nơi đó để thực hiện tạo iCloud cho các bạn, chứ các bạn không tự mình làm. Cho nên các bạn phải lưu ý cái điều này. Khi nhờ họ tạo một tài khoản iCloud thì các bạn nên hỏi họ thật kỹ về email liên kết với iCloud đó và các câu hỏi bảo mật, để khi mà có gì xảy ra các bạn có thể tự mình lấy lại iCloud một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ở đây mình sẽ chọn là nhận cái mã xác nhận từ email nha. Các bạn bấm vào tiếp tục cho mình. Đó, nó sẽ hiện lên cái biểu mẫu là đã gửi một cái email xác nhận về cái email của các bạn. Việc tiếp theo các bạn còn làm là các bạn hãy vào mail của mình để check cái link mà Apple đã gửi về cho các bạn. Đây, mình sẽ bấm vào. Đó, trong cái email này nó sẽ có phần là đặt lại bây giờ. Các bạn bấm vào cái link liên kết đó cho mình. Đó, mình sẽ bấm vào cái phần đặt lại bây giờ. Đây, mình bấm vào. Nó sẽ chuyển đến một cái biểu mẫu để các bạn đặt lại mật khẩu của mình. Và các bạn hãy nhớ đặt lại mật khẩu của mình thật là mạnh nha. Tức là cái mật khẩu của các bạn phải có chữ hoa, chữ cái thường và ít nhất là số. Còn nếu như các bạn có thêm một cái tự đặc biệt thì càng tốt. Sau đó các bạn bấm đặt lại mật khẩu là mọi thứ sẽ ok ngay. Và đó là những cái chia sẻ của mình để lấy lại iCloud một cách dễ dàng và nhanh chóng khi mà các bạn lỡ quên đi mật khẩu của mình. Trong thời gian tới mình sẽ xây dựng một cái series về an toàn thông tin trên mạng với những cái hiểu biết của mình. Để thực hiện cái ước mơ nhỏ nhoi của mình, đó là đóng góp một chút kiến thức của mình để giúp cho xã hội tốt đẹp hơn. Trong cái series đó mình sẽ trình bày một số cái thông tin, ví dụ như là đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trên mạng xã hội như thế nào nè, cách cài mật khẩu không bị hack nè, và có thể trình bày cho các bạn những cái câu hỏi mà các bạn thường hay trả lời, ví dụ như hacker là gì, những thông tin về hacker, vân vân và vân vân. Nói chung là những cái chủ đề liên quan đến công nghệ thông tin và bảo mật.
mình sẽ trình bày một cách đơn giản và dễ hiểu nhất có thể để giúp các bạn có thể tự trang bị cho mình những cái kiến thức cần thiết để khi mà các bạn tham gia vào những cái trang mạng xã hội, những không gian mạng thì các bạn có đủ tự tin. Và video này đã hết rồi, hẹn các bạn trong những buổi thuật kế tiếp và đón xem series An toàn thông tin trên mạng của mình sẽ được ra mắt vào năm 2020 trên kênh BKS Channel YouTube nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.